chào anh ạ. Chào anh. Chắc anh đứng đợi lâu lắm rồi ạ. Không, anh cũng có việc mà, không có lâu lắm. Vâng. Hôm nay giao loa cho anh là có một cái việc rất là đặc biệt, là có thành viên mới của Loa Có Xanh đến để giao loa cho anh đây. Chào anh. Chào đây là em Thảo. Hôm nay là chúng em đích thân là đến giao loa cho nhà mình. Có thấy sao đấy, không? Test là cũng gần rồi anh ạ. Đẹp thì mới lấy tiền anh ạ. Đúng rồi, không nhưng mà thường thường là 9930 bà rồi thì mới đông người đi, như 8830 thì nghĩ là hôm nay là đông thành viên đi nhất đấy anh ạ. Đâu anh? 8830 hay 9930 thì đối với chúng em cũng đều là khách hàng, phục vụ là như nhau. Vâng ạ. Thế là được rồi. Vâng. Anh cũng theo dõi kênh như mấy năm rồi. Wow. Vâng. Chân quý quá. Chào chú ạ. Chào chú ạ. Chào bắt tay chú ạ. Đi về đây hơi xa nhỉ? Có khó tìm lắm không? Không khó đâu ạ, đi đường cũng ok ạ. Bởi vì đây có các anh em đi cùng với nhau mà vui lắm anh. Đi qua đường này nhiều rồi mà. Dạ. Ở trong làng thì ngày xưa mình xem thì chỉ có mới có ở thị trấn thôi chứ chưa về tới đây. Thế ạ. Trong làng chúng em cũng giao được nhiều rồi. Đấy nên là đi thân quen lắm. Rồi. Đây, loa mình đây ạ. Đi giao loa cho khách mà cứ ngỡ là đi đường về nhà mình phải không em? Cứ ngỡ đi đường về nhà mình nhìn sao sao bên này giống nhau quen thế nhở? Quê giống mình đúng không? Vâng, nhìn đẹp quá. Để anh em loa kéo xanh. Em biết được không? Có, em hỗ trợ một xíu. Hỗ trợ xíu chung vui. Đây, xin thẳng vào đây. Đấy. Rộng, rãi. Cái này có bê luôn đâu. Anh bê chó, em bê chó. Không phải đẹp mà là quá đẹp. Đấy, cứ đấy. Nhà rộng đẹp quá. Đây. Hả đâu? Đầu này đồ nằm xuống nhỉ? Đồ đấy đúng không? Đây. Ok. Bình thường đây. Cái to ấy là nó có một cái ấy mình nhìn dễ hơn đúng không? Chứ cái này nó không có. À hai thùng thì nó giống nhau nhỉ? Thùng kia nó dài hơn một tí. Vâng, thùng kia dài hơn một tí. Nó có cái lắp cơ mà. Đâu, nó à đúng rồi, nó có thiết kế thùng khác nhau. Riêng của anh ạ. Đúng rồi, anh tí nhỏ anh xem rất nhiều, anh tinh đấy. Xem nhiều. Này mình sẽ để đây mình test luôn. Ở ngoài rồi. Luôn ạ, nghe anh, cho anh rõ luôn rồi, ạ. Anh xem mấy năm rồi mà. Hôm nay anh có gọi thêm ca sĩ của làng mình qua chung vui cùng ạ. Nhà anh chỉ có qua Tết cùng. Chỉ có người yêu âm nhạc thích nghe nhạc thôi. Đấy, đam mê là quá tuyệt vời rồi. Thảo nào bê hộ anh cùng gấp đi để ngoài xe. Có lặng lắm không để anh bê cho? Không có. Dạ không ạ, hộp nhỏ nhỏ xinh xinh vậy ạ. Giao xa này mà hình như cả đoàn đi luôn đấy nhau đúng không? Vâng. Để anh lấy ổ cắm nhé. Vâng, anh hộ em ổ cắm với cái kéo nữa. Anh xem nhờ đơn ra là anh biết hết chúng em sẽ mượn cái gì rồi. Cho vào trong nhà vừa âm thanh đẹp mà mình coi như trang trí cho nhà mình thêm đẹp thêm anh ạ. Vì những cái chi tiết người ta làm ra rất là tỉ mỉ. Chưa nhìn thấy loa đâu nhưng mà nghe em Thảo nói là biết là loa đẹp rồi. Vâng. Anh nhìn đi, nhìn mạng nhiều rồi. Gỗ óc chó tự nhiên đây. Cái này lại phải úp thế này à? Đúng rồi, cái này nó thiết kế thùng khác kia một tí. Hôm nay trời nó mát đẹp đấy anh ạ. Đúng rồi, về lễ nó còn mưa cơ. Vâng. Anh nghĩ mưa thì không đẹp lắm. Căn đúng giờ đấy. Bây giờ hiện tại là đẹp rồi. Bây giờ là đẹp. Vâng. Với lại mưa thì đá lên hiên cũng không sao hết. Anh bảo là có ISOFON 8830 của Loa Có Xanh về thì trời xấu cũng thành trời đẹp. Đúng rồi ạ. Nghe nhìn phát này nhìn đẹp lắm. Anh không muốn mua mà cứ nghe chú nói là một tí là quyết ngay. À, con cảm ơn. Đây được bố. Nghe chúng mình với chú Luân mà nói thì em cảm ơn anh. Đây lần bỏ đến trước con này luôn này. Đây. Vâng, đỡ phải thùng kệ. Đấy. Anh nhà mình chắc là xem chúng em cũng phải mấy năm rồi, anh xem mấy năm rồi? 3-4 năm rồi. 3-4 năm rồi. Anh em mình đến hôm nay mới bắt đầu mà, phải có duyên này mà toàn loa kéo đấy. Hôm nay gia đình mình là ở nhà là có anh với bác ạ. À? Anh với bác với các chú các thím. À các chú các thím ạ. Thế tí chú nữa. Hai, để chú ba. Vâng. Ngay gần nhà nhau. Thế ngày nào mà hát thì gọi gia đình mình đi hát cùng nhau mà vui quá trời luôn. Ít người thích hát thì thích nghe. Nghe thôi. Cũng được anh ạ. Nghe hay hát thì đều rất là hay rồi. Loa này của chúng em thì là vừa nghe được và vừa hát được. Chứ nó không kém cái gì cả. Đúng rồi, không kém gì hết. Có cần cái ghế không? Để cái đấy không? Hay là để luôn đấy? Ờ, được thì anh cho em mượn cái ghế cũng được. Có thì càng đẹp. Không có cũng đẹp mà có thì càng đẹp. Anh ơi, anh có công nhận với em là trong video là đã đẹp rồi, mình nhìn gần trực tiếp còn thấy đẹp hơn đúng không anh? Như kiểu người yêu mình phải đứng cạnh mình thì mới thấy đẹp nhất. Nhìn nó màu thật. Vâng, quả này là mình ở nhà là mình cứ ôm la mình rất là vui rồi đấy. Nhưng mình bảo là cái mắt của mình mới là cái mắt chuẩn chứ còn. Vâng. Trên màn ảnh thì nó hãng ISOFON. Công nhận cái model này là này của mình đẹp. Vâng. Chứ nó không như mấy cái hàng trước.
đột phá đúng không anh? Âm thanh càng ngày càng nâng cấp hơn, cải tiến hơn, cái hình thức là đẹp. Em cảm thấy là đúng là đột phá so với những sản phẩm trước kia đấy. Từ ngày ra đến giờ ra. Tại vì là Loa Cao Xanh thì hoạt động phải đến 6-7 năm nay rồi, nhưng mà những cái sản phẩm trước kia thì vẫn là truyền thống thôi, nhưng mà cho đến cái này là nó phá cách thực sự. Thì nhiều khách hàng bảo là thực ra nghe nhạc thì cũng không phải thích nghe nhạc lắm, mà hát thì ít khi hát. Nhưng mà cứ mua về nó đẹp. Cứ nó đẹp là mua về để trưng nhà đã. Trưng cái đã. Chúng em là cũng luôn luôn là nghe lắng nghe cảm nhận của khách hàng. Đấy, khách hàng mong muốn khách hàng như thế nào chúng em sẽ cải thiện. Chắc anh ấy chắc là video lúc nào đắt hàng nữa phải không anh? 1 đến 3 ngày là có 10 đến 20 nghìn người theo xem rồi. Dạ vâng, cảm ơn anh. Nhìn chung là để có được những cái điều mà rất tuyệt vời như vậy thì nó từ nhiều phía anh ạ. Từ là phía người bán hàng cho đến là khách hàng cho đến sản phẩm. Đấy. Thế ví dụ như là người bán hàng và sản phẩm ok, nhưng mà không có được cái sự ủng hộ của khách hàng thì cũng không thể nào mà lan tỏa được. Không chống cự đấy. Còn 9930 âm ly nhìn hoành tráng. Thế ưu nhược điểm của thực ra thì cái gì nó cũng có ưu có nhược anh ạ. Chẳng hạn như là nhiều gia đình mà nhất là chung cư hay là nhà người ta mà nhỏ. Trong cái âm ly này nó bao gồm những cái gì? Trong đấy nó bao gồm một cái bộ khuếch đại, tức là giống như cục đàn. Đấy. Một cái xử lý là vang. Là vang số anh nhé, không phải vang cơ đâu, vang số. Với thứ hai là nó kèm tích hợp mic luôn. Bản chất đó này vẫn là giống như cái bộ ba thớt thôi, nhưng mà nó dùng công nghệ mới là công nghệ Class D, nó thu vào cái này. Thì cái ưu điểm của công nghệ Class D ấy, là nó sẽ tiêu thụ ít điện hơn. Thì khi mà anh đánh trong thời gian dài thì một là nó tiết kiệm điện cho mình, cái thứ hai là nó không bị nóng lên nhiều. Cho nên tại sao mà cái cục đẩy của cái con 9930 anh nhìn nó rất là to. Nhưng mà xong anh thấy công suất của hai con nó vẫn tương đương nhau mà. Đúng rồi, công suất bằng nhau. Bởi vì là cái thằng Class D này có đặc điểm là mặc dù kích thước nhỏ nhẹ nhưng công suất của nó cực kỳ lớn, cái dòng này. Đấy, cho nên là công suất của con này với cái con kia nó là bằng nhau. Và tí nữa em tin là anh nghe thử âm thanh anh sẽ rồi, anh bất ngờ trên, về cái âm thanh đấy. Anh nghe trên trên máy tính mà đã thấy phê thế rồi. Bây giờ mình được nghe trực tiếp luôn, mình cảm nhận luôn ạ. À đây để em mở cái e căng này thì anh nhìn cái rồi, okay. Cái mặt bên anh, trong. Anh nhìn nhiều trên TV vâng. Rồi nhưng mà chưa nhìn thật thực tế thôi. Đây. Đấy. Con này là thấp hơn con kia 10. Đúng rồi anh ạ, thấp hơn 10 phân. 10 cm. Và ngang bề sâu vẫn thế đúng không? Vâng. Tất cả các chiều như nhau, nó chỉ thấp hơn về chiều cao. Thế còn cái thiết kế của thùng từ cái hệ thống thùng hơi của nó này thì nó giống nhau. Cái loa đồng trục của nó cũng tương tự nhau, tức là cái củ loa nó sẽ tinh chỉnh lại một chút. Chuột không vào được đúng không? À. Loại này là chuột khóc. Vâng, chuột mà ngửi thấy mùi gỗ thơm quá không dám vào ấy ạ. Công nhận gỗ đẹp. Vâng, gỗ tự nhiên. Cái đường vân anh thấy con nhìn nó rất là đẹp, nó rất là hài hòa với nhau anh đúng không ạ? Trên máy tính mà còn thấy đẹp rồi. Vâng. Thế là phải lên điện cho đồng chí nào nhỉ? Đồng chí cameraman à? Đây, cameraman đây. À, nhưng mà ý là từ sáng giờ điện số đấy là của đồng chí hay là của mình? À, của chúng em thì nhiều số lắm anh ạ. Không, nhưng mà với lấy điện kia. À, số đấy số của anh cameraman đấy. À đấy, vâng. À, là thấy giọng khác mà. Đúng rồi, giọng khác. Không nhận ra giọng của luôn của mình. Đây đây. Thế bây giờ chúng em xin phép là bật nhạc để chúng ta, để anh cùng cảm nhận nhé. Cảm nhận trực tiếp. Đúng rồi. Cho em cái cảm nhận của anh. Có hay như trong video không? Phải hay như video hay hơn anh ấy mua nhá. Mà không hay bằng là anh em mình trở về đấy. Vâng ạ. Ở nhà là mình cũng hay nghe nhạc đúng không anh? Anh thì toàn nghe nhạc nhờ của ông chú thôi. Thế à? Bây giờ là mình bảo với là ông chú đến nhà mình nghe cùng mình. Không cần đến, Loa lại nghĩ tức là bật lên là nghe được hết. Cả khu nghe thấy được. Gia đình, đại gia đình nghe. Ừ, chị thì đi làm đêm nó đang hố. Còn mẹ anh thì đi làm vẫn chưa về. Vâng. Mấy đứa con chúng nó vẫn đang xem. Ra đi chơi sao? Ra đi chơi. Con này nó lại không thích âm nhạc lắm. Chúng nó thì hoạt hoạt hình thôi. Không thích âm nhạc. Vâng, nhưng mà khi mà có âm nhạc, ví dụ mở những cái nhạc kiểu TikTok à, các bạn nghe, các bạn cũng thích đấy. Có khi các bạn quẩy cùng mình ấy. Cái... Ví dụ mà bây giờ mà anh mua loa của chúng em rồi, khi nào mà có cái tiệc gì ấy. Đấy, mình mở ra nó xịn lắm. Tí lên mấy cô chú vào trong nhà xem có cái loa kéo to đùng. Thế à, bây giờ mình có cả hai bên luôn. Di động được, còn cái này anh mang lầu anh cất. Vâng, anh trực vậy. Thế nó anh... Chân quý anh. Chính tức là loa nào cũng đều có công năng của nó phải không anh? Mỗi cái có loa kéo thì nó tiện hơn. Vâng. Đưa ra đưa vô nó dễ. 9930 thì ở anh kê ở cái hành lang trên đầu nó hơi quá khó. Nghĩa là mình cứ cảm thấy nó phù hợp với mình, vừa với mình là được.
Em Thảo vừa hỏi anh nghe thử xem có đắng đồng tiền bát gạo không, chứ bây giờ anh đã thấy nó đắng bát gạo đồng tiền chưa? Đáng rồi đúng không? 10 điểm và xuất sắc ạ. Quan trọng là chất lượng thì để trải nghiệm. Đúng rồi, đúng rồi. Theo thời gian bây giờ là mình mới chỉ đánh giá cái âm thanh nghe bình thường qua tai thôi. Thế còn nó bền hay không, nó sử dụng như thế nào, hay là sau này chẳng may nó bị lỗi gì, anh em lo có xanh mấy ông em này có về xử lý cho mình, có bảo hành như thế nào, thì đấy là câu chuyện của tương lai anh ạ. Đấy. Ngày mai em đi, biển nhớ tên em gọi về, gọi hôn liễu gió lê thê, gọi bờ cát trắng đêm khuya. Thế này được rồi, test mấy bài thế anh nghe thế là cũng vâng. Hợp với cả cái nội thất của nhà. Vâng. Bởi vì đúng đấy, thực sự là mấy video trước mình nói chẳng qua là không cần mua lục bình, không biết cái đồ đúng nào đấy. Chính xác, em nó định nói. Bởi vì cái tầm giá của nó thì cũng tương đương như cái đồ trang trí của mình đúng thôi rồi. Nhưng mà cái này thì vừa hát vừa nghe nhạc được, vừa trang trí được. Con này ra được 2 tháng chưa? Chưa được anh ạ, con này chỉ tầm khoảng trên dưới 1 tháng thôi, chắc tầm hơn 1 tháng một tí. Mới mà, con này mới. Em mà thấy mọi người cứ đi giao liên tục vất vả nhỉ. Ôi giời. Không, vui ạ. Vui lắm. Em chỉ mong vất vả như thế cả năm thôi anh em ạ. Em chỉ mong được gặp khách hàng thôi. Bắc Giang với Hải Dương. Đúng rồi, Bắc Giang Hải Dương nhiều lắm. Bắc Ninh thì ít hơn, nhưng mà Bắc Ninh phong trào ca hát cũng tương đối đấy. Có cái là ở Bắc Ninh thì em cảm thấy là một là thế, với lại ở Bắc Ninh thì bây giờ khu công nghiệp nhiều, thành ở phố xá nhiều. Tại vì cái loa này chúng em thấy bán về quê nhiều hơn. Ở quê thì con người có xu hướng là muốn ca hát, muốn giao lưu, muốn gần nhau hơn. Còn ở thành phố thì đa phần nhiều, là vấn đề là người ta có bộ sẵn rồi ấy. Nếu trừ giá bây giờ mà ai mua đồ gọi là đồ cũ thì người ta sẽ đổi. Chứ còn chưa mua đồ cũ là vẫn tiếc. Đúng rồi. Mà đúng là những cái bộ này của chúng em toàn là đến nơi toàn là chiếm chỗ của những cái bộ loa cũ của khách hàng thôi. Rất đấy. Nhiều nhà, anh xem anh để ý đấy. Rồi. Toàn là đến nơi xong khách cứ kê hết những cái bộ cũ bỏ ra một bên, nên là bộ này về những bộ kia thì lại muốn nhường hết, nhường hết cho bộ đẹp. Là anh cũng nghe rồi, bây giờ em nghe đâu đó anh bảo anh rất là thích hát, hay bây giờ mình test trực tiếp luôn bây giờ. Anh thì anh thích hát khi nào có cốc bia, cốc rượu cơ, chứ bình thường thì hát chắc không thế thì bây giờ cứ làm một bài nhạc mạnh để cho anh hưng phấn lên đã. Sau đó thì là anh hát thử. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. Anh nhìn cái bảng loa này, nó chuyển động rất là mạnh này. Cái bảng loa này, cái gân của loa này này. Nhưng nó là lúc đập mạnh nhưng mà nhìn cũng không có rung lắm nhỉ. Nó không rung nhiều đâu, nhưng bởi mà vì thế là tốt đấy. Đúng rồi, bởi vì là những cái dòng nó cũng nhanh chóng mà. Không, thực ra cái màng loa nó sẽ không rung nhiều, mà cái này là cái gân. À. Cái gân này nó đóng vai trò nó là cái đàn hồi để nó giữ cái lò xo đấy. Đúng rồi. Còn cái màng này nó là cái phát âm thanh này. Cái phần âm sáng là phát âm thanh này, còn cái gân này nó chỉ là cái phần để nó giữ cho cái chuyển động của màng loa thôi. Cho nên là cộng hưởng này hả? Nên là nhiều người bảo nó rung thì là ngại nhưng không sợ đâu.
em thích hát bài gì anh hát bài đấy. Bài số tím thiệp hồng ạ. Ừ đấy, bài đấy cũng được. Anh thì lứa tuổi đấy rồi. Chứ nếu mà hát nhạc trẻ bây giờ là chịu. Sầu tím thiệp hồng karaoke. Nó lên được cao. Thế ạ. Lý do gì hôm nay hát được nhẹ hả anh? Chắc là do cái mic, với cả do bộ dàn. Em nghĩ là còn lý do nữa đấy. Thiếu anh ạ. À đúng rồi, lý do đứng cạnh người đẹp đúng không? Thế anh hát thêm bài nữa đấy. Em thấy làm bài nữa đi. Không, em nghe chưa đủ đã. Thì thôi anh em xong ca bài nữa. Đúng rồi, xong ca bài nữa. Xong anh em mình vâng kê vào trong nhà để anh chị em mình xem đỡ muộn. Thế thì em Thảo chọn này thì bài nào anh cũng cân được mà. Bài nào anh cũng chờ được em. Bài được không ạ? Bài đấy anh chưa nghe bao giờ. Cái nhạc nó giả giả. Nắng ấm quê hương karaoke song ca. Cái gì đoạn nào em không hát được anh hỗ trợ em nhé. Được, okay. Anh kéo em lên luôn. Vâng ạ. Anh đến quê Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
có cái bộ là anh mới dám hát đoạn cuối. Thế à? Toàn khó đoạn cuối. Nó giúp cho mình tự tin lên cao phải không anh? Vâng. Nó không bị chết giọng. Vâng. Hát rất là nhẹ. Được rồi, chắc là anh em mình giao lưu âm nhạc. Vâng, rất ok anh ạ. Đưa vào nhà cho anh cái. Dạ vâng. Anh chị em về cho nó sớm, bởi vì đây ra Hà Nội cũng xa đấy. À, chúng em thì không lo à? Con lo. Bây giờ chúng em là kê làm sao đẹp nhất cho anh. Rồi, được. Okay. Lên lầu 2 đấy. Vâng, được rồi, không sao anh ạ. Hai anh em khinh như một cái đích cuối cùng là cứ phải phục vụ anh cho chú đáo đã. Rồi, ok. Anh thích là được. Ý là có gì lên trên đấy, hướng dẫn sau nhé. Nghe thì hay không? Quá ấy. Mấy bạn trẻ nhà anh thì hát ấy, con trai không thích âm nhạc các lắm. Khán giả ấy nghe ca sĩ chuyên nghiệp hát ấy. Ca sĩ chuyên nghiệp của gia đình. Quên chưa tắt, có rút được điện không? Không sao nhá. Bây giờ nó có mạch bảo vệ hết rồi, không được gì đâu. Quả này mình hát sung như thế này chút nữa là anh ăn cơm mà sẽ ngon miệng ấy. Ngủ cũng ngon giấc ấy. Không ăn được bởi vì miệng nó run ấy. Vẫn sút ạ. Thế phải hát nhiều nữa anh ạ. Bởi vì là cái cơ miệng là mình ít khi hát và bây giờ hát nhiều là tí nó run hết rồi. À, thế mà em nghe rất chuyên nghiệp rồi. Nhưng mình hát vậy là ok rồi anh ạ. Giọng anh rất là dày và ấm. Vâng, nghe nó mượt, nó ấm. Anh phải biết lên TV như thế nào nhưng mà ở ngoài thì cứ hét thôi. Anh nghe được. Chắc chắn là hay thì các bạn mới ra ngoài và các bạn nghe đấy anh ạ. Bây giờ đây, anh với đồng chí nào khênh lên để anh... Thôi để hai anh em khênh, để hai em khênh cho anh. Tầng hát tầng 2 đúng không anh? Ừ, tầng 2. Cầu thang nó cũng không đi cả đây này cũng được. Bây giờ đi cả giày lên. Thôi được rồi, sạch rồi. Nhà anh lau suốt mà ngon gì. Anh bê âm ly lên nhé. Vâng, anh bê âm ly. Chắc em bê được. Anh bỏ cái mic ra không nó rơi. Để phụ nữ đẹp. Em người đẹp, em cứ cầm thôi. Được rồi, không rơi được đâu. Thế ạ. Hôm nay mọi người đến đây nó mát nhỉ. Vâng, trộm vía quá. Lúc mà chưa đi thì cũng hơi lắc rắc vài hạt. Đúng rồi, cái lúc đấy anh bảo là giờ mà giao đến là mưa là... Vâng. Nhưng mà khi mà chúng em đi đến cái đoạn gần làng nhà mình ấy là nhìn như quê mình đúng không? Đúng rồi, quê mình á thì hôm nay là ánh sáng là đẹp luôn. Thiên thời địa lợi lợi và nhân cũng hòa anh ạ. À. Và thời tiết ủng hộ. Thời tiết ủng hộ cho anh em mình. Anh xem nhiều video như hình như là nhà anh là Thảo đến đầu tiên video đúng đầu rồi, tiên anh đúng không? Hôm nay em đến đầu tiên anh ạ. Ô cái này nó có dâu này có nút được vào khe đâu. Dâu này em chuyển cho nó làm ngang. Ngang được mà. Cái này nó không quan trọng để mình để có rượu được. Đúng là cái không gian này thì anh mua bộ này hợp lý hơn 930 anh ạ. Bởi vì là nó âm ly nó gọn là một, thứ hai là cái cột loa này nó cũng gọn này. Thì không gian chỗ này mình hẹp quá cỡ cái không gian này. Còn nếu dưới phòng khách thì phải 9930 nó mới. Vâng. Ui đẹp quá, sinh ra dành cho nhau rồi. Sinh ra dành cho nhau. Sinh ra dành cho nhau rồi. Đây là không gian dành riêng để đúng mình rồi, tận hưởng âm nhạc. Thứ nhất là mình tính là để tiện mình mới làm nên video của các cậu nó cũng đẹp. Như kiểu lúc mua kệ mua tivi thì anh tính sau này anh mua loa rồi hay sao? Ờ đúng rồi, tính sau mua loa luôn rồi. Bảo sao ngày xưa 9980 không mua, đợi 8830 ra mới mua. Phải đợi. Nó đúng mắt rồi bắt đầu mới quyết định. Không đúng rồi, anh đã xem lâu như vậy đến bây giờ anh mới quyết định. Hầu như là có video nào của mọi người ra mình cũng xem hết. Nhưng mà một đấy là khán giả thì thường là xem cái đoạn tết nhạc. Đúng rồi, hình như là anh ca sĩ nào hát hay. Anh bình luận vào kênh của em đợt gần đây anh có bảo là làm một bộ về Gia Bình. Ờ đúng rồi. Chắc là anh bình luận nào ạ? Thảo mà cứ đi công trình với mấy anh này cũng vất vả đấy. Nhiều hôm mình thấy chưa chiều còn chưa được ăn là cũng phải đi theo. Mình thì sương gió, mình với Luân sương gió rồi, Yên Bái rồi các thứ. Đi suốt anh ạ. À, nhiều vùng mà lên mà toàn thấy đồi với núi. Các anh cũng hỏi em trước mà. Em cũng bảo em thích làm, em thích đi lắm. Thích gặp khách hàng. Có khách hàng mà đã ủng hộ mình. Vâng, mình vui lắm rồi anh ạ. Mình còn vui đấy anh ạ. Nhiều khi nó vất vả, biết là vất vả. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà 10 khách hàng thì 9 khách hàng là ok rồi. Người ta phải đặt đúng không? Đúng rồi. Chứ còn không có ai chính xác đấy, tại vì là cái mặt hàng nó giá trị nó cao mà lại mua ở xa nữa, cho nên là khách hàng rất là tin tưởng, yêu quý thì mới mua. Chúng em giao hàng tính ra là đi mọi nơi rồi, ra đảo cũng đi rồi. Ra đảo cũng đi rồi cả, nhưng chưa thấy video đấy. Ra Cô Tô, ra Vĩnh Thực có rồi anh, từ năm ngoái năm kia lâu rồi, chắc là anh chưa xem cái đấy. Chắc là lâu quá. Vâng, lâu. Cô Tô từ năm kia, còn năm ngoái là Vĩnh Thực. Ồ, Vĩnh Thực Móng Cái đấy ạ. Ừ, Vĩnh Thực Móng Cái. Anh giao con 9920 ra đấy. Thế ạ. Đây nhá. Sáng hết cả đảo. Cái chế độ bị tắm qua nhá. Đây là chế độ BT là Bluetooth này. Còn cái OBT là cái này là màn hình cảm ứng luôn. À được, cảm ứng được anh. Cái này anh chỉnh cảm ứng được nhưng mà cảm ứng nó sẽ khó chỉnh hơn. Rồi. Với thứ hai là chỉnh cảm ứng thì là mỗi lần mình ấn vào đấy nó lại mình phải di chuyển đến đây để ấn, còn mình không ngồi từ xa mình làm được. Thôi dùng răng nó nhanh. Cái này cái điều khiển zin của nó bọn con nít nó hay quăng quật nó hỏng mất rồi. Anh thì sắm cái anh chỉnh cho em ba cái này.
Thứ nhất là có thông số này, cái music này là nhạc anh nhá. Music nhạc rồi. Mic này là micro mình hát. Rồi. Nó to nhỏ đấy. Rồi. Còn cái này nó là vang nhại. Rồi. Đấy. Thì là đây ba cái này. Để tầm bao nhiêu? Mic này, nhạc này, vang nhại này. Cái mic nhạc thì anh tùy ý của anh. Cái vang nhại anh để cho em khoảng 40 đến 45, nhưng ngoài trời đấy là em đang để 45. Rồi. Đấy. Thế còn cái mic với nhạc thì tùy ý của mình thôi. Ví dụ trong nhà thì anh cứ để tầm khoảng nhạc tầm khoảng 25-30 là rất to rồi. Mic thì tầm khoảng 30-35. Bởi vì là ở đây mình ngồi gần. Tại vì là cái khoảng cách cái tai mình đến loa càng gần thì cường độ âm thanh nó càng lớn. Đấy cho nên là mình trong nhà mình ngồi gần thì mình chỉ để rất nhỏ là nghe rất là to rồi đấy. Rồi, anh biết rồi. Cái này là vang số trung hú rất tốt đấy anh ạ. Còn nếu mà nó không tốt nhá, mình ngồi gần thì mình hát là nó rít ngay. Nhưng đây nó trung hú cực kỳ tốt. Tất nhiên là mình hạn chế cho em. Vang cơ này rít mạnh lắm. Nó vừa là vang, nó vừa là cái hệ thống của loa suốt biết mà. Linh kiện rít nó rú ẩm lên. Linh kiện chất lượng mà tương thích thì nó sẽ không rít. Còn nếu mà linh kiện kém hoặc là nó không tương thích thì nó rít kinh lắm. Cái này anh cứ dùng một vài lần mà anh cảm thấy nó vừa cái chất âm của mình, lần sau mình cứ nhớ cái đúng số. Đúng rồi, nhớ cái số này. Thì cái đấy mình thích, bởi vì như cái âm ly, những cái dàn cũ ngày xưa thì cũng chỉnh đến mỏi cả tay. Thôi được rồi, bây giờ hướng dẫn thì cũng xong hết rồi, bây giờ mình tắt máy xong xuống kia uống nước. Vâng. Em hỏi chút là anh thấy tháo e-căng ra nhìn bên trong đẹp hơn hay là muốn để cả e-căng này cho đẹp hơn? Để đẹp hơn đúng không? Anh để nhìn nó đẹp hơn. Vâng. Còn hôm mở ra là để khách hàng xem thế nào xem thôi. Vâng. Em hiểu, ok anh. Đóng rồi nhìn nó sang. Đóng rồi nhìn nó sang. Hài hòa đúng không anh? Nhà anh thì nước ngọt có nhưng mà anh muốn mời các em nước cây vối nhà chồng. Vâng. 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 Cái cổ nhà chồng được là ngon anh ạ. Uống nước ấm thì nó đỡ mệt. Em xin. Ủa thế còn đồng chí cameraman này chắc tắt đi chứ hả? Anh ấy toàn nhìn anh. Vẫn quay à? Tắt đi được rồi. Chồng ơi chú ạ, em mời anh. Chào mời bác ạ. Cameraman này ngồi uống nước đi, tắt đi thôi được rồi hả? Quay lâu thế rồi còn gì? Đây ngồi uống nước. Đây là anh ấy muốn quay trọn vẹn khoảng khắc. À thế hả? Vâng, anh em mình có thời gian. Anh nghĩ là... Có duyên lắm mới gặp được nhau đấy anh ạ. Duyên này phải quay trọn khoảng khắc ấy anh ạ. Có duyên, phải nói là có duyên như không thì nhưng mà lần này anh cũng quyết định nhanh ý. Yeah. Nếu mà để phân vân nữa thì chắc lại một thời gian nữa mới lại mua. Lại phải đợi sang năm nâng cấp hoặc là năm nữa nâng cấp bắt đầu mới mua. Vâng. May quá năm nay lại nâng cấp rồi. Thôi em cảm ơn anh, rất là cảm ơn anh đã... Nước gối thì đã. Vâng, thì uống rồi. Cảm ơn anh đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm của chúng em. Rất mắt thì có vấn đề thì anh cứ alo chúng em. Nhưng mà tí mà... trước khi về là gỡ cái này ra cho anh. À có anh ạ. Để em đích thân cơ cho anh. Chị anh cũng không xài cái này đâu. Và em cảm ơn anh nhé. Cảm ơn anh đã ủng hộ loa kéo xanh của chúng em. Rồi. Nếu mà hàng xóm mà người xung quanh mà có nhu cầu thì anh cứ giới thiệu. Chúng em có những chuyến hàng về đây anh em mình giao lưu.